Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt hoàn toàn, các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác chìm trong nước, đường thành sông, xe cộ ngập trong nước, mưa lớn khiến nhiều tỉnh thành miền Nam Trung Quốc vỡ đê sông, gây lũ lụt, sạt lở đường, mất mùa màng, người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề. Đồng thời, nhiều nơi thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn. Để hợp tác với người dân trả rừng làm nương, chính quyền một số địa phương nhất quyết dùng thanh thép để sâu đá tạo cảnh quan thu hoạch lớn. Tại vùng Nam Bộ ngập hoàn toàn, mưa lớn lại tiếp diễn ở nhiều nơi. Theo các bản tin của CCTV, thảm họa do mưa lớn từ lúc 16 giờ tại 7 quận và thành phố ở tỉnh Giang Tây, thành phố Phúc Châu, thành phố Tây An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương, thành phố Thượng Nhiêu, thành phố Cám Châu có 497.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng tại địa phương lên tới 67,7 nghìn hecta với 1,1 nghìn hecta hoa màu bị mất trắng. Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn đã khiến 44 hộ dân và 17 ngôi nhà ở Giang Tây bị sập. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 520 triệu nhân dân tệ. Vẫn cần thống kê thêm về tình hình thiên tai. Kể từ tháng 7, các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh khác đã bị lũ nhấn chìm, đường xá trở thành sông và các phương tiện bị ngập trong nước. Ngoài Giang Tây, nhiều nơi ở Hồ Nam cũng xảy ra mưa lớn, mực nước sông ở một số khu vực dâng cao chóng mặt, sạt lở đất cục bộ cũng xảy ra. Hồ Bắc cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn trong những ngày gần đây. Nghi Xương và những nơi khác đã phải hứng chịu tác động kép của mưa lớn và mưa đá cùng một lúc. Tại Tuần Nghĩa, Quý Châu, dông lốc và mưa đá thay nhau gây thiệt hại về hoa màu và phương tiện. Hạt mưa đá lớn nhất có đường kính khoảng 40mm, phá kỷ lục về đường kính hạt mưa đá của năm nay. Tại thành phố Thiệu Vũ, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày nên một số khu vực nội thành bị ngập lụt, một số đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, dân làng phải gấp rút sửa chữa dưới trời mưa. Một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập lụt và nông dân bị thiệt hại nặng nề. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão và lũ lụt. Ngoài ra, mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Đông. Trong số đó, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều thị trấn ở quận Công Hứa, thành phố Quảng Châu. Lượng mưa lên tới hơn 80mm trong một giờ, kèm theo mưa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Tương tự, thành phố Thanh Nguyên cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Cảnh Đầu, huyện Phô Gang, cơ quan khí tượng đã theo dõi lượng mưa tích lũy gần 90mm trong một giờ. Khu vực địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa khiến mực nước sông dâng cao và xuất hiện những khu vực sạt lở đất nhỏ trên một số tuyến quốc lộ. Quảng Đông bị mưa lớn và bão tấn công, các khu đô thị Thâm Quyến, Đông Quản, Dương Giang bị thiệt hại nặng nề. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày 18 đến ngày 19 vẫn có mưa to đến rất to ở một số khu vực phía Nam Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông và đảo Hải Nam. Có nơi mưa to đến rất to ở Bắc Trung Bộ Quảng Tây và Bắc Quảng Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc đại lục đã bước vào mùa lũ. Các thảm họa như lở đất và lũ quét liên tục được báo cáo ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử kể từ đầu tháng này. Sau trận lở đất ở Trùng Khánh khiến 20 người thiệt mạng, thiên tai cũng được báo cáo ở Hồ Bắc nhưng có rất ít báo cáo ở Đại Lục. Trong trận lở đất ở vùng núi Hồ Bắc có 9 người mất tích, dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Đại Lục. Vào khoảng 16 giờ chiều, theo giờ địa phương, một trận lở đất đã xảy ra trên đỉnh núi ở thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện Tự Trị Ngô Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Theo các quan chức, trận lở đất ở làng Nhạc Sơn trượt về phía một công trường xây dựng ở giữa đường cao tốc Nhất Du – Lai Phong, gây thương tích và mất liên lạc. Trong số 5 người bị mắc kẹt được giải cứu thì có một người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu, 4 người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng, 9 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Theo phản ánh, trên địa bàn có 17 người dân thuộc 8 hộ gia đình. Kể từ tháng 7, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang ở Trung Quốc đại lục đã hứng chịu lượng mưa lớn gây ra các thảm họa như lở đất và lũ quét. Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 8 đăng tải thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nhấn mạnh các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ toàn diện. Ông Tập Cận Bình cho biết,
Những ngày gần đây, Trùng Khánh và những nơi khác có mưa lớn, một số con sông có lũ trên mức cảnh báo, gây ra các thảm họa địa chất như lũ quét và lở đất, gây thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Theo hội nghị chuyên đề về giữa mùa hè vào tháng 7 và tháng 8, do Trung tâm Khí hậu của Tổng cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức gần đây, người ta ước tính rằng khí hậu giữa mùa hè ở đại lục năm nay sẽ bình thường trở nên sai lệch, với nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn, mưa lớn định kỳ, mưa lớn và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng và các thiên tai. Cuộc họp cũng dự đoán rằng lưu vực sông Tống Hoa, lưu vực sông Liêu Hà, phía đông lưu vực sông Hoài Hà, hạ lưu vực sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và lưu vực sông Châu Giang sẽ có lượng mưa nhiều hơn khoảng 20% trong mùa hè này so với cùng kỳ các năm bình thường có thể xảy ra lũ lớn. Theo tin tức của CCTV, mưa ở Trùng Khánh đã gây ra thảm họa ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương ở quận Vạn Châu, khiến gần 20 người chết và 5 người mất tích do thiên tai. Cục Thủy lợi thành phố Trùng Khánh cho biết, Trùng Khánh có lượng mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay trong những ngày gần đây. Đến 8 giờ mực nước của 11 con sông đã vượt mức nước cảnh báo và vượt ngưỡng đảm bảo. Hiện nay, mực nước đã xuống dưới mức nước cảnh báo. Trước đó, nhiều con sông ở Trùng Khánh, Giang Tân, Kỳ Giang, Phượng Kiệt, Vạn Châu và những nơi khác đã trải qua lũ lụt siêu báo động và đảm bảo an toàn khi có tin lũ lụt số 1 trên sông Kỳ Giang vào năm 2023 đã hình thành, gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất xảy ra ở quận Vạn Châu của Trùng Khánh và sự sập đổ quy mô lớn của các sườn dốc xảy ra ở hai đoạn đường ở quận Bắc Kinh. Cục Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu của thành phố Trùng Khánh cho biết, quận Vạn Châu đã hứng chịu mưa lớn. Tính đến 10 giờ sáng, mưa đã gây ra lũ lụt và lở đất ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Có khoảng 37.226 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 11.578 người được di chuyển đi tránh nạn khẩn cấp và 779 người được chuyển đi tái định cư khẩn cấp, gần 20 người chết do thiên tai và 5 người mất tích. Đồng thời, trận lũ tại huyện Vạn Châu, Trùng Khánh cũng đã khiến 1.949,96 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà của 50 hộ dân bị sập. Ngoài ra, Tứ Xuyên, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang cũng có mưa lớn trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, người dân Trung Quốc khốn khổ trong thảm cảnh mưa lũ. Hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Trương Văn ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Trương Văn quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Hạ Nguyên thuộc quận Vệ Huệ, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 56 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì biển nước. Trương Văn đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm mà một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đấy là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm một cái thuyền kayak và trở về nhà để đón gia đình tôi, Trương Văn nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Hạ Nguyên đã ngập trong nước lũ cao quá đầu Trương Văn. Đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy đầy hoảng loạn. Do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, xe tải và thuyền kayak đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước. Và hàng nghìn người dân làng kiệt quệ vì trận lũ phải tiếp tục ngồi chờ. Cảnh tượng như ở làng Hạ Nguyên đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác ở Hà Nam sau trận mưa lụt kinh hoàng tuần này. Ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ tới sông Ngụy, nhấn chìm các ngôi làng ở Hạ Lưu. Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, đồng Trường Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nam Quan Dinh, quận Hồi Huệ, cách Tân Hương 26 km, được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà đồng và nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ. Nước ngập tới hông tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có nhà 2 tầng. Đó là cách duy nhất con được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200m ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút. Đồng Trường Vân kể lại, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 907mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Với lượng mưa chút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 149,9mm. Với nguồn cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên. Vì vậy, nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp.
Đồng ước tính khoảng 2.000 người đã bị kẹt lại trong làng Nam Qua Dinh, ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hà Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất xảy ra. Khi trả lời phỏng vấn SCMP, Đồng Trường Vân đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi nó đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Vân chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ, tuy nhiên Đồng Trường Vân vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Kinh Tử cho biết ông bà của cô và những người sống tại quận Phong Quan của Tân Hương đã bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.